Xin chào bạn, rất là vui mừng khi hôm nay mình đã xếp hàng và mua được chiếc Note 10 của mình. Và mình cũng đã mở hộp rồi. Và hôm nay mình sẽ nói chính xác về cái củ sạc của Note 10. Và rất là sung sướng, năm nay thì Samsung đã trang bị thêm một cái công nghệ sạc nhanh mới dành cho thiết bị của họ. Và đã cách xa hơn tương đối nhiều so với cái tốc độ sạc của iPhone. Chúng ta sẽ nâng cấp từ củ sạc 15W lên thành củ sạc 25W, công suất nhanh rất là nhiều. Và bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cái cổng ra, nó là cổng Type-C chứ không phải là cổng như cái cổng USB như trước kia nữa. Tức là chúng ta sẽ cần một cái sợi cáp hai đầu Type-C nó như thế này. Đó. Chiếc Note 10 của mình là chiếc Note 10 màu đen, thế nên là trong hộp chúng ta sẽ có cái củ sạc 25W màu đen. Mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem. Đó, một cái dây cáp Type-C như thế này. Bạn có thể thấy ở đây hai đầu là đầu Type-C chứ không phải là một đầu là USB, một đầu là đầu Type-C như trước kia nữa. Tất cả nó đều đứt nguyên khối này, chống đứt chống gãy. Và ở đầu bên này thì chúng ta sẽ có dòng chữ, đây là cái mã sản xuất của lô hàng và cái nơi sản xuất là Việt Nam. Tất cả mọi chi tiết đều được làm rất là khít, nó không có ba bia xung quanh này. Còn đối với hàng nhái thì nó sẽ lòe loẹt ở mấy cái chỗ này, nó sẽ có rất là nhiều ba bia ra. Đó, đây là hàng chính hãng chuẩn 100%. Bạn có thể dễ dàng mua hàng tại phụ kiện X.vn và chúng tôi cam kết là hàng chuẩn chính hãng, bảo hành 1 năm lỗi 1-1. Đây, hai đầu đều là đầu Type-C. Sẽ nâng cấp lên cái tốc độ sạc rất là nhanh. Đây là cái cổng kết nối mà thậm chí bây giờ Apple cũng đã phải dùng trên MacBook rồi mà nó mang lại cái hiệu năng tốt hơn rất là nhiều. Và tại shop phụ kiện X thì chúng tôi sẽ có đầy đủ hai màu trắng và đen. Đây, tất cả đều là hàng chuẩn xịn 100%, nhưng hôm nay mình sẽ trên tay cái củ màu đen cho các bạn xem nhé. Ở phía đằng sau này chúng ta sẽ có dòng chữ, sẽ có tia sét và cái dòng chữ ở đây là Super Fast Charging, chứ nó không phải là cái dòng chữ Fast Charging như cái dòng sạc như trước kia nữa. Ví dụ Note 9 chẳng hạn thì nó chỉ là Fast Charging thôi. Ở bên này thì chúng ta vẫn có logo Samsung rất là quen thuộc trên này, một cái mã code ở đây. Cái mã của củ sạc nó là TA800. TA800. Nó đã sử dụng chiếc S10 5G rồi, tuy nhiên là S10 5G thì nó ra mắt trước cái con Note 10 này cũng không lâu lắm và hơn nữa là nó cũng không được phổ biến tại thị trường Việt Nam cho lắm. Chúng ta sẽ có cái nguồn vào thì nó vẫn vậy, vẫn là nguồn 220V thì đấy điều đương nhiên. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn xuất ra, ví dụ ở đây nó sẽ có output là 5V 3A, 9V 2,77A và 3,3V 3,3 đến 5,9V 3A, 11V 2,25A. Nói chung là nó có rất là nhiều nguồn điện và nó sẽ tự động điều chỉnh làm sao cho tương thích nhất với cái thiết bị của bạn đang dùng, nó dùng rất là an toàn. Đây, đối với chủ của sạc chính hãng thì nó sẽ tất cả mọi chi tiết đều làm rất là khít như thế này. Đó, bao quanh rất là đẹp mắt. Hiện tại trên thị trường thì mình chưa thấy củ sạc nhái, thế nên là mình chưa có làm cái clip về phân biệt hàng chính hãng hàng nhái được. Thì các bạn có thể theo dõi kênh của mình để có những cái clip về cập nhật về theo thời gian, nhỡ sau này có những cái củ sạc nhái thì mình sẽ có những cái hướng dẫn phân biệt. Và sau đây mình sẽ sạc thử cho bạn cùng xem. Chúng ta sẽ cắm một cái dây sạc như thế này. Cái clip này thì mình chưa thể nói về cái hiệu suất của nó, thì mình sẽ test kỹ hơn về cái hiệu suất rồi sẽ làm một cái clip khác, chủ yếu này clip giới thiệu về sạc thôi. Khi cắm vào thì nó sẽ có cái biểu tượng rất là đẹp là cái hình tia sét ở kia này. Và đây sẽ báo là máy còn 42% pin và dự kiến của nó còn 41 phút nữa sẽ đầy. Và Note 10 Plus thì năm nay đã được Samsung trang bị thêm cái củ 45W bám rời ngoài chứ không được tặng kèm trong hộp. Thì mình sẽ có một cái clip đánh giá chi tiết và khách quan về cái tốc độ sạc của hai củ sạc này trong một cái clip tiếp theo. Bạn có thể theo dõi kênh mình để xem clip đó nhé. Còn để mua hàng với củ hai củ sạc chính hãng, bộ sạc cáp chính hãng của Note 10 5G, Note 10 này bạn có thể truy cập vào web phụ kiện x.vn hoặc là comment số điện thoại và địa chỉ ở ngay dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ gọi lại ngay để tư vấn và nhanh chóng. Ngoài ra ở trong phần mô tả trong video chúng tôi có đầy đủ link đến Lazada, Shopee, Sendor để bạn có thể mua hàng một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.